Cái con beo này em để ngoài vườn đó để em hù mấy cái con mắc dịch, mấy cái con beo, con bao tầm lai anh đó. Nhưng mà chuẩn bị là để xây cái chòi cho nó ở, để cho nó cái da nó đẹp hơn đó. Em đương đương leo lên tỉa cây rồi nhìn xuống em thấy con rắn, nó kêu ly đi đập cái con rắn đó. Dùng cho em sợ quá không có dám mà leo xuống, nó la dữ lắm rồi ổng mới chạy ra ổng cứu hộ giùm. Rồi thì cũng có, em có trồng mấy cây anh đào trung cấp như này, cái có em có màu trắng, màu ngà, màu vàng, màu hồng đó. Rồi đương có mua một cái hộp giống màu xanh để em trồng thử nó ra làm sao đó. Nó đã lúc bước mà làm đó, những cái vách tường này nè ảnh cạy lên, ảnh tính là tháo ra để làm lại, lót lại đó, nhưng mà chưa có kịp làm lại thì có một trận mưa lớn mà má em lúc 12 năm trước mà mua nhà nó, má em bệnh nặng quá đi đó, là không có kịp làm đó, là nó một trận mưa thôi là nó nứt mấy cái tường này ra. Tại những cái vách này đó, cái đá này thì nó quá nặng, thường thường là xây cái này là phải xây cái sim du block mới được đó. Bây giờ hiện giờ là còn đứng trong tình trạng mà có nhiều cái project tùm lum hết, là anh chưa có làm được, anh chưa có làm được để mà tiếp tục mà sửa cái này đó. Tưởng cái này là tụi em sẽ đập ra hết rồi xây bằng cái những vách tường bằng cái xi măng nó nhẹ, cái xi măng rỗng ruột đó cho nó nhẹ, rồi mới đập những cái gạch này lót ra ngoài đó. Nó có những cái tảng đá mà nó to to đó, anh dự định ở trên này đó làm những cái cô lông, những cái cột trụ đó, rồi cái căng dây cáp đó, để chuyển dần những bao xi măng, đá cát rồi sắt rồi này nọ xuống dưới để làm những cái con đường đi, những cái trail, cái trail đó để đi, mà nó kiểu như mình hiking, mình đi leo bộ trên dốc núi đó, rồi từ đây mà băng qua những cái tảng đá bên kia đó. Ở đây là những cái tảng đá, ông kêu là cái mông kích voi đó, ông nói vậy, nó có cái voi, nó có cái đuôi nữa đó, ông tưởng tượng hay gì đó, ông dùng nó để ông làm cái màn hình để nó chiếu mấy cái phim. Ông có cái máy rọi, cái projector để làm đó đó. Thì sẽ để lại một vài cái cây palm thôi, chứ còn những cái cây fan palm, Mexican fan palm đó, cái loại này của Mỹ đó, thì là tụi em sẽ cưa xuống làm những cái cầu khỉ để băng ngang bên kia suối đó. Thì coi là ở đây nhìn thấy đá vậy chứ mà qua bên đó là đất cũng nhiều lắm, thì mình sẽ chận mình làm chừng từng từng, mình làm những cái bậc thang xuống đó thì nó sẽ có chỗ đó cho mình trồng đó. Hồi xưa đó là bên này lúc mà tụi em mới về đó, chỗ cái tảng đá nó có cái hang chút xíu đó, chỗ đó đó là nó có hai vợ chồng với là bốn đứa con của con bóp cát đó. Rồi em đứng ở đây nhìn thấy nó thấy mình, nó cũng không sợ, nó cũng không thèm đi nữa đó. Mình sống về mình sống với thiên nhiên, thực sự ra mấy con vật đó đó, ngoài con rắn rung chuông ra đó, thì mấy con bóp cát này nọ mà đi thường thường hay xuống tắm suối rồi nhìn thấy nó, rồi anh cũng chơi với nó, bốn đứa nó như con mèo con vậy đó, nó dạng lắm. Nó đứng nó cách chừng mình chừng 30 feet thôi, 30 feet là mới có chín thước thôi, nó không thèm đi. Còn cá vô tì cũng vậy, mấy cá vô tì mấy cá đói nó cũng ốm mà ổng nó thì kệ nó, bởi vì nó ăn mấy con của ổng, ổng cũng không dám nói tiếng nào hết rồi, đi phiền lắm. Những cái nhà hàng xóm của em đó là cái nhà đó, là cái nhà nó cũng hơi xa, nó từ đó đó cách em ấy là chắc chừng 400 thước đó. Cái vách nha, cái đôi cái gì đó, cái đuôi của nhà nó cái hàng rào rào vách của nó nhà nó với em mà cũng cùng cái biên giới đó, là cái bờ suối nó chặn ngang, nó là nó chia cái đường bên kia, cái đất của em mà nó qua luôn tới cái gần cái ngọn núi bên đó, cái đoạn đồi bên đó đi qua luôn hết cái ngọn đồi bên này. Bên phần này á, phần bên nhà nó thì cái đất ít hơn ở bên kia, bên kia nó cũng có đường, thành ra tụi em có thể phân thành ba lô đất, ba lô, thêm ba lô đất nữa, tức là có được ba căn nhà nữa. Rồi sau những ba căn nhà đó tụi em có thể là cái làm cái ADU, tức là một cái căn nhà nhỏ, một cái căn nhà nó giống như căn nhà em và nó trong cùng miếng đất, rồi ba cái 6 căn kia nữa thì bán cũng được nhiều tiền lắm. Nhưng mà giờ mình nghĩ ra nó cũng có, anh nói mình cũng không có cần thiết để làm nữa, thành ra nó cực khổ lắm, mà làm tiền thì cũng không ai xài nữa, thôi không thèm làm đó. Rồi mấy cái mùa xuân đó thì mình cắt cái lúc mà mùa đông được những cái cây này nó tàn nó, thì tụi em cắt những cái cây tàn đó, những cái cây sậy xanh này nó lên tiếp tục đó. Thì lúc mà rảnh cái mùa thu năm nay tụi em sẽ cắt thêm một lần nữa,
để ủ lòng phân với lại chọn một mớ cái cây nhỏ nhỏ đó mình cắm trà rồi này kia. Chị Hải thì chỉ thích mấy cái cây đó, còn em thì nhiều quá rồi, em ngán quá làm riết rồi. Mà em làm thì tương đối là cũng cũng được, em cũng siêng làm đó, làm rồi ảnh xay không nổi đâu. Em có để cái, có cái máy xay chứ, em phải bốn cái máy xay lần dời đi đá rồi nó cũng khó làm đó. Thôi em mua bốn cái đổ chỗ một cái để cho anh xay, anh xay rồi anh xay riết rồi anh ngán rồi nó thôi không làm. Cái cây anh trồng trung tết này là nếu mà trên nhà địa thế đồi đó trồng rồi nó cũng đẹp lắm. Cây này thì nó xấu rồi, gọi là cái cây của em nó dài tới 4 tấc còn cái bông, còn cây này nó chỉ có 2 tấc thôi. Nếu mà ngoài Đà Lạt mình cũng có những cái bông này đó. Rồi quanh cảnh thôi sao ra cho anh coi cho tụi em cũng, mấy anh mấy chị coi với mấy bạn coi, rồi mình cũng cực khổ lắm. Nó có những cái bông hồng trắng, cái hồng từng vi trắng này, cái hồng này nó cũng có leo, nó chỉ là những cái lọc bông hồng làm cái hàng rào thôi. Thì ở cái hàng đường phía trước nhà đó thì sẽ em sẽ ươm nhánh cái những cái cây bông hồng trắng này đó với màu hồng, nó sẽ đi làm trên dọc dọc theo cái đường đi cho nó đẹp, cho nó thấy thanh bình. Rồi thôi, chào các bạn nha, sẽ hẹn sẽ gặp lại sau nha. Rồi bye.